nằm ở trang trại biển số 1 ở Na Uy, có thể nuôi 6 triệu con cá mỗi năm, thu nhập hàng năm lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Nền tảng ngoài khơi khổng lồ này nằm ở vùng biển Na Uy, là một con quái vật khổng lồ có đường kính 110m, cao 67m. Giống như giàn khoan dầu ngoài khơi, hầu hết các tòa nhà đều ẩn dưới biển, có thể chịu được cơn bão cấp 12, tuổi thọ lên đến 25 năm. Ngư trường ngoài khơi này có thể nuôi 6 triệu con cá, mang lại doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ cho Na Uy mỗi năm, chiếm khoảng 10% nền kinh tế cả nước, nhưng chi phí xây dựng chỉ tốn 70 triệu đô la Mỹ. Có thể nói là một khoản đầu tư lớn ở Na Uy. Lý do cho điều này là việc con người sử dụng thiên nhiên còn lâu mới đạt đến giới hạn. Trong những năm gần đây có rất nhiều tàu đánh cá lớn, nhưng toàn bộ ngành đánh cá lại không có cải thiện rõ ràng, nhưng kỷ lục của ngành nuôi cá đã bị phá vỡ, thậm chí là kỷ lục cao nhất của ngành đánh bắt cá. Ví dụ như Na Uy là một trong những nước xuất khẩu hải sản, thu nhập 15 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong đó lượng xuất khẩu cá nuôi chiếm 40% tổng mức xuất khẩu, hơn 70% cá nuôi được xuất khẩu sang thị trường EU. Trong đó Đan Mạch và Ba Lan là những điểm đến hàng đầu. Đó là bởi vì ngành công nghiệp đánh bắt phải có giới hạn, nhưng ngành chăn nuôi có thể quyết định giới hạn của nghề cá. Mặc dù nuôi cá một lần sẽ không thể giàu, nhưng nó rất ổn định, có thể nuôi được 6 triệu con cá mỗi năm. Ở đây chủ yếu nuôi cá hồi, có thể sản xuất 1 triệu tấn cá hồi mỗi năm, gần một nửa trong số đó đến từ các trang trại ngoài khơi này. Bây giờ, Na Uy đã đặt hàng 6 trang trại biển từ Trung Quốc. Lần đầu tiên là vào năm 2017, chính thức đặt ở vùng biển Na Uy. Để vận chuyển con quái vật khổng lồ này, phải mất khoảng 3 tháng để hoàn thành. Việc di rời trang trại ngoài khơi khác với các trang trại cá truyền thống, trang trại cá này sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm giám sát nhiệt độ nước đánh cá tự động, hệ thống điều khiển chiếu sáng sinh học và định vị biển sâu. Nó cũng làm cho con quái vật khổng lồ này trông rất cồng kềnh, nhưng thật ra rất linh hoạt, thường chỉ cần không đến 10 người là có thể thực hiện một loạt các thao tác, tiết kiệm rất nhiều chi phí lao động. Được trang bị hơn 20.000 cảm biến, hơn 100 đơn vị giám sát và điều khiển, có thể theo dõi tình hình trong lưới đánh cá trong thời gian thực. Để phòng ngừa sự cố, mọi hoạt động đều có thể được thực hiện trên tàu gần đó, hoàn toàn có thể tự động nuôi trồng và giám sát. Tỷ lệ sống sót của cá trong khu vực chăn nuôi gần như là 100%, bởi vì tổn thất rất thấp và tỷ lệ xuất hàng chất lượng cao. Một trang trại ngoài khơi cực lớn có thể hoàn vốn trong 1 hoặc 2 năm, 20 năm còn lại đều là kiếm tiền, thậm chí có thể nói là nằm cũng có thể kiếm tiền. Để sử dụng không gian tốt hơn, một trang trại sẽ nuôi nhiều loại cá cùng một lúc, ví dụ cá hồi, cá ngừ, cá đầu đá, thích sống ở những độ cao khác nhau, và những con cá không có khả năng ăn thịt lẫn nhau. Có thể nói đợi đến lúc thu hoạch, trong phạm vi lưới đánh cá bị nhốt gần như đều là cá, căn bản không có không gian, hầu như tất cả các kích thước từ trên cao đều được lấp đầy bởi các loại cá khác nhau, lớn hơn nhiều so với số lượng cá trong tự nhiên. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa việc nuôi cá hoang dã. Nói chung, trong cùng một khu vực của tự nhiên, hầu như không thể tồn tại một nơi có thể nuôi nhiều cá như vậy, nhưng trong các khu vực chăn nuôi, có thể quyết định số lượng thức ăn được thả xuống, miễn là lưới đánh cá không bị thủng, miễn là mọi con cá đều có thức ăn, nơi đây có thể chứa được rất nhiều cá. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa nuôi và đánh bắt cá. Có thể nói, nghề cá trong tương lai sẽ đổ chủ yếu vào chăn nuôi, bởi vì lượng đánh bắt của thế giới hiện nay vượt xa khả năng phục hồi của tự nhiên. Nếu không cắt giảm các tàu đánh bắt và hạn chế đánh bắt, số lượng và chủng loại cá biển trong tương lai sẽ giảm đáng kể, thậm chí vào cuối thế kỷ tới, số lượng cá hoang dã sẽ không bằng 1% số lượng cá hiện tại, bởi vì với việc đánh bắt quy mô lớn, vùng biển vốn giàu có đã xuất hiện sự tuyệt chủng của cá. Cân bằng tự nhiên đã bị phá vỡ trong một thời gian khá dài, nguồn cá ở một số vùng biển thậm chí còn xuất hiện những tổn hại không thể đảo ngược. Trang trại cá biển lớn nhất thế giới rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, có thể nuôi 3 triệu con cá hồi mỗi năm, thu nhập 1 tỷ đô la Mỹ? Để xây dựng một trang trại cá như vậy, trước hết phải có đủ vùng biển, không thể đem loại quái vật khổng lồ này xây dựng ở một góc nào đó, không đề cập đến không gian. Một vòng tuần hoàn nước có thể gây chết người, bởi vì khu vực nuôi trồng càng dày đặc, yêu cầu về vòng tuần hoàn nước càng cao, bởi vì không ai có thể cho hàng triệu con cá ăn một cách chính xác. Vì vậy, mỗi lần thả thức ăn đều quá mức, một lần, hai lần có thể không có vấn đề gì, nhưng một khi đã lâu dài, nó sẽ dẫn đến sự dư thừa dinh dưỡng trong vùng nước. Điều này không tốt cho ngành chăn nuôi, chất dinh dưỡng dư thừa sẽ sinh ra một lượng lớn sinh vật phù du hoặc rong rêu trong một thời gian ngắn, mặc dù chúng cũng có thể được sử dụng làm thức ăn cho cá, nhưng có thể ảnh hưởng đến sản lượng cá, cho nên trang trại ngoài khơi thường được xây dựng ở vùng biển sâu cách xa bờ, sử dụng dòng chảy và lưu thông đại dương để gửi thức ăn dư thừa cho cá đến nơi khác, phòng ngừa sự dư thừa dinh dưỡng, và đó chỉ là một trong những cách để ngăn chặn sự dư thừa dinh dưỡng. Trang trại cũng được trang bị các thiết bị làm sạch, thường xuyên làm sạch lưới cá, cửa tự làm sạch xoay 360 độ, phân vùng di động này liên tục làm sạch lưới chăn nuôi, loại bỏ bụi bẩn sinh học có thể gây hại cho mang cá. Thiết bị này cũng chứa một bộ xử lý khổng lồ có thể lọc nước gần đó và loại bỏ các tạp chất trong nước, giữ cho chất lượng nước xung quanh luôn trong phạm vi hợp lý. Nếu không, những chất dinh dưỡng dư thừa này sẽ làm ô nhiễm vùng nước xung quanh và gây ra sự tuyệt chủng sinh học lớn. Nếu là vùng biển bình thường thì không sao, đừng quên đây là một trại chăn nuôi khổng lồ nơi có 6 triệu con cá sinh sống, không cẩn thận đừng nói kiếm tiền, tiền bồi thường cũng có thể giết chết nhà thầu. Chính là bởi vì những kỹ thuật này ở mức độ lớn nhất tránh được cá nhiễm trùng, bóp chết bệnh truyền nhiễm từ trong trứng, đồng thời tiết kiệm được phần lớn chi phí cho nhà thầu. Không chỉ tăng sản lượng cá hồi ở Na Uy, sản lượng cá cũng tăng một phần. Không chỉ vậy, 20.000 máy dò trên mạng có thể truyền đạt tình trạng sức khỏe của cá cho các chuyên gia. Các chuyên gia đưa ra quyết định dựa trên các tình huống khác nhau để ngăn chặn hầu hết các bệnh từ gốc rễ, tăng đáng kể tỷ lệ thành công của ngành chăn nuôi. Hiện nay, số lượng cá nuôi trong các siêu thị ở Na Uy ngày càng tăng. Gần như cứ 10 cửa hàng bán cá biển sẽ có 2/3 cá nuôi, tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng. Từ đó có thể thấy, sự thành công của ngành chăn nuôi trên biển Na Uy, tất nhiên đó không phải là giới hạn của ngành chăn nuôi, mà là giới hạn của trang trại trên biển. Mặc dù sản lượng của trang trại rất cao, nhưng nó đã gần đến giới hạn, dù sao lưới đánh cá cũng không thể chế tạo vô hạn. Tổng sản lượng của 6 trang trại ngoài khơi chỉ đạt 1 triệu tấn, nếu muốn tăng sản lượng, chỉ cần tiếp tục mua các trang trại ngoài khơi mới, ngoài ra thì không còn cách nào khác, bạn không thể mong đợi một diện tích nhỏ có thể tạo ra năng suất tương đương với một diện tích lớn. Những chiếc tàu đánh cá thường cho sản lượng hàng nghìn tấn cá, chỉ có thể đánh bắt ở những vùng biển cực rộng lớn.
dù sao thì toàn bộ trang trại chỉ có 8.000 m2. Cho dù đầu tư nhiều hơn nữa, sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi diện tích, nhưng một khi quá dày đặc, sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, ví dụ như đột nhiên phát bệnh. Ở trang trại ngoài khơi khổng lồ này, vừa mới được mở cửa, đã có một cuộc khủng hoảng lớn. Một số lượng lớn giận biển được tìm thấy trong nước, động vật này có thể ký sinh trên lớp biểu bì của cá. Và ăn lớp biểu bì của cá, vết thương rách ra trong môi trường dày đặc như vậy, sẽ nhanh chóng thối rữa và xấu đi, có thể nói đó là cơn ác mộng của chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng cũng may phát hiện kịp thời, nhân viên lập tức quyết định đầu tư hàng chục ngàn con cá sạch để loại bỏ những con giận biển này. Mặc dù sự cố này không nguy hiểm lắm, nhưng vẫn nhắc nhở nhân viên công tác luôn luôn chú ý trạng thái của cá, tránh xảy ra tổn thất không cần thiết. Dù sao, một khi có chuyện gì xảy ra, có lẽ cả lưới cá này sẽ tuyệt chủng. Một trang trại chăn nuôi lớn như vậy, cho dù có bán đi tài sản của tất cả nhân viên cũng không bồi thường nổi. Trang trại ngoài khơi lớn nhất thế giới đỉnh thế nào? 1 triệu tấn cá biển mỗi năm thu về 1 tỷ USD. Muốn xây dựng một siêu nông trại trên biển, điều này không hề dễ. Trước hết là phải ở xa bờ, có rất ít vật cố định xung quanh. Ngay cả khi tòa nhà cao 67 m, độ sâu của vùng biển ở vị trí đặt ít nhất cũng phải 100 m. Điều này làm cho trang trại này có vẻ vững chắc và dễ dàng đi xung quanh. Vì vậy phải cẩn thận khi chọn địa điểm, phải chọn vùng biển tương đối ổn định. Mặc dù vậy, cũng cần một cái neo lớn, giữ thuyền chắc chắn trong một khu vực để trang trại không bị lệch nhiều. Hơn nữa, thiết kế của siêu ngư trường này cũng rất khác thường. Nó có hình lục giác, điều này làm cho nó lớn hơn nhiều so với một ngư trường bình thường, có thể chống lại sự xâm nhập của bão một cách hiệu quả. Không đến nỗi chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là không thể nuôi cá. Để tiện sử dụng điện, nhóm thiết kế cũng đã lên kế hoạch đặc biệt cho trang trại ngoài khơi này. Trang bị một máy phát điện gió, dù sao thứ không thiếu nhất trên biển là gió, biến gió thành điện trong một loạt các hoạt động thông qua điện, không chỉ tiết kiệm rất nhiều tiền mà còn giúp bảo vệ môi trường. Nhưng năng lượng gió không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được. Lúc khi cần thì phải dùng máy phát điện, bởi vì cảm biến trên mạng lưới cần phải luôn bật, không chỉ để phát hiện trạng thái của cá, mà còn để kiểm tra xem lưới có bị hỏng hay không, và liệu có con cá nào thoát khỏi lưới không. Một khi lưới cá bị rách, nhân viên phải sửa chữa ngay, dù sao một con cá lớn như vậy một khi trốn thoát, tổn hại sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, đến nỗi cuối cùng sẽ không thể sửa chữa. Dù sao thì nước biển cũng có tính phóng xạ, một trang trại ngoài khơi hoàn toàn bằng thép chỉ có thể tồn tại trong 25 năm. Bạn không thể mong đợi một lưới đánh cá bình thường cũng có thể tồn tại lâu như vậy. Công việc ở đây rất dễ dàng, bởi vì mọi thứ đều có thể giao cho máy móc, nhân viên chỉ cần ngồi trong văn phòng và làm việc trên máy tính. Ví dụ như thức ăn và chất lượng nước đều có thể được giải quyết. Nhận cá giống cũng không cần giống như ao cá bình thường, cần từng người một để ném vào khu vực được chỉ định, mà là có một đường ống đặc biệt để đưa cá từ thuyền vào trong khoang, căn bản không cần nhân công. Ngay cả khi cá sẵn sàng được thu hoạch cũng không cần nhiều nhân công, chỉ cần kéo dài toàn bộ lưới lên bằng máy móc, cá sẽ từ từ nổi lên mặt nước, dễ dàng và nhanh chóng so với tìm kiếm không mục đích trong biển sâu, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, phương pháp nuôi trồng này có thể trong thời gian ngắn nhất khắc phục tình trạng thiếu lương thực. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ tăng lên 9 tỷ người vào năm 2050. Sự gia tăng dân số lớn như vậy, tình trạng thiếu lương thực sẽ còn trầm trọng hơn, nuôi trồng thủy sản sẽ làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của con người vào đánh bắt cá. Hơn nữa, giải pháp này còn mang lại lợi ích vật chất cho xã hội, bởi vì nó tạo ra nhiều vị trí hơn, thu hút nhiều người hơn vào công việc. Hiện Na Uy đang chuẩn bị khởi động giai đoạn 2 của chăn nuôi ngoài khơi vào năm 2030. Bây giờ đã bắt đầu nói chuyện với nhiều nhà máy đóng tàu và tìm kiếm địa điểm thích hợp để nuôi cá, chuẩn bị thúc đẩy hơn nữa công tác nuôi trồng thủy sản. Hiện nay Na Uy đã trở thành nước nuôi cá hồi lớn nhất thế giới, có thể dự đoán thị trường cá trong tương lai sẽ trở thành vườn sau của ngành chăn nuôi. Dù sao hiện tại hải sản coi như tương đối phong phú, nhưng với sự gia tăng của việc đánh bắt, tương lai còn lại bao nhiêu cũng khó mà nói được. Nhưng ngành chăn nuôi không có nhiều lo lắng như vậy, miễn là còn có thể liên tục nuôi cá giống, những con cá này sẽ liên tục biến thành tiền. Dù sao một bên dựa vào trời kiếm ăn, một bên là dựa vào tri thức hiện đại, khiến điều không thể kiểm soát.